Ngày xưa khi mà ông Phật nói trung đạo á, có nghĩa là ông nói cái này đây à. Chứ ông không phải nói là các bạn đừng có khổ quá hay các bạn đừng có vui quá à. Trung đạo là cái này. Trung đạo có nghĩa là không chấp khó, không phải chấp không. Tại vì sự thật này á, là một sự có thể vô giới hạn, không phải có cũng không phải không. Đó là một cái sự có thể. Cho nên khi mà chúng ta nói không gian cũng ông Phật á, là chúng ta gọi là cực lạc, đúng không? Nên còn không phải là bất an lạc, đúng không? Khi mà không chấp khó, không chấp không à, là có nghĩa là như thế nào cũng được, như thế nào cũng an lạc, như thế nào cũng vui. Ok, tạm bỏ qua cái đề tài đó chút xíu. Đọc coi các bạn có comment gì. À, con mắt kiến thức có thể gọi là gì đó, gọi là có chữ hả? Kinh có chữ, con mắt nhận con mắt nhìn mặt trời á, có thể là kinh không chữ, kiến thức là thầy của thầy, kiến thức của thầy của thầy, kinh không chữ là kiến thức của thầy của thầy. Con mắt mà không được nhìn được mặt trời là con mắt của kiến thức, còn con mắt của nhìn được mặt trời là con mắt của kinh không thử, kinh không chữ và thầy của các thầy. Ok. Anh nghĩ sao về hiện tượng tâm linh gọi là bị ma nhất? Nó có thật không khi còn được không? Ma nhất nó có thật không khi người gặp hiện tượng này không tin là sự tồn tại của ma? Không quan trọng là cái hiện tượng nó như thế nào nha, chứ không quan trọng luôn. Nhưng mà gọi là có thật á, khi mà gọi là có thật á thì nó rất là góc nhìn, nó rất là theo góc nhìn ha. Khi mà thực tế nó chỉ có một cái có thật thôi, có nghĩa là sự thật có thật. Còn tất cả những cái khác nó đều là tương đối theo góc nhìn cả, đúng không? À, nên chúng ta không gọi là nó có thật với tôi, có nghĩa là nó có thật với bạn. Nếu mà nó chỉ có thật với tôi mà nó không có thật với bạn á, nó là một cái sự thật tương đối. Và nếu mà gọi là cái thật tương đối á, thì bất kỳ cái gì cũng được, không có giới hạn cái gì là có thật ở trong cái thật tương đối đó. À, nhưng mà cái sự thật tuyệt đối là như vậy. Khi mà các bạn đi ngủ mà không có mơ, cái mơ thì là mỗi người một cái, mỗi người một cách, không ai giống ai. Nhưng mà đi ngủ trước khi mơ thì ai cũng giống ai, hỏi nhau có phải như vậy không? Có phải là trong cái ngủ mà không có mơ là các bạn không có thời gian và không gian không? Đúng không? Cái ý thức không có hoạt động ở trong không gian đó, đúng không? Các bạn và mình và mọi người đều không có cái tôi ở trong đó, đúng không? Không có cái gì mà chúng ta gọi là tôi được hết trơn á. Không có cái tướng, không có góc nhìn, không có thân, không có suy nghĩ, không có sự phán xét, không có cái gì nhìn cái gì cả, nhưng mà có sự thưởng thức,
có sự thưởng thức trong đó, có cái sự ngủ xong thức dậy nói đã không, đã biết là đã đúng không, có sự thưởng thức, thì cái đó gọi là cái tự tánh hay là cái sự thật, thật trọn vẹn. Ai cũng giống ai cũng như ai vậy. Ban ngày chúng ta chơi đã gì chơi đi, tối về ngủ trước khi mơ là giống y nhau như vậy. Thì cái không gian đó hay là cái sự thật đó nó chưa từng đi đâu, nó chưa từng là cái gì khác, nó chỉ là như vậy mãi mãi vĩnh viễn, luôn tồn tại trong cái không gian mà không có thời gian và không gian. Tại vì thời gian không gian á nó chỉ là do tâm thức đặt ra cái không gian, tâm thức nó phóng ra cái không gian đúng không, rồi cái ý thức đó, nó mới định nghĩa cái gì là cái gì, ở đâu, cái này là ở kia đây, ở kia là ở kia, với lại nó định nghĩa thời gian, có nghĩa là chúng ta đã trải nghiệm cái này rồi, giờ chúng ta trải nghiệm cái này hôm qua là chúng ta trải nghiệm cái này, chúng sắp xếp nó là ý thức. Khi mà hai cái đó lặn xuống á thì chúng ta không có không gian và thời gian nữa, thì cái đó là cái sự thật trọn vẹn mà ai cũng giống nhau, nên chỉ có cái đó là thật thôi. Tất cả những cái trải nghiệm khác nó đều là game, game của bạn này hay game của bạn kia, game của hai bạn này hay game của đám người kia. Thì từ cái sự phóng chiếu của tâm mà nó ra thành nhiều trò chơi, nhiều game thôi. Đó. Thì cái đó chúng ta không có gọi nó là sự thật tuyệt đối được. Ok.